Đứa con hiếu thảo. Hôm nay vợ chồng cô chú có việc bận không về ăn cơm đâu nhé. Dạ. Cháu nhớ cho bà uống sữa và uống thuốc đầy đủ nhé. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. À. Ủa, hình như trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Mẹ lại bắt đầu rồi, mệt ghê cơ. Bà ơi, bà lại định làm gì thế? Mưa rồi, tôi phải đi kẻo trễ. Mẹ đợi tạnh mưa rồi, muốn đi đâu cháu Hoa sẽ đưa mẹ đi. Bây giờ mẹ ra ngoài sẽ ốm mất. Nhưng tôi phải đi. Cô mau đưa bà vào phòng đi. Vâng ạ. À. Bà ơi, bà vào trong phòng nhé. Bà ra ngoài sẽ ốm đấy ạ. À? Không, tôi phải đi không muộn mất. Phải đi thôi, không trễ giờ mất. Cháu trông bà cẩn thận, đang mưa không được để bà ra ngoài đâu đấy. Lát nữa chú sẽ gọi điện về. Vâng ạ. À. Mẹ cứ bình thường thì không sao, nhưng cứ có mưa là lại nhất quyết đòi ra ngoài, không hiểu vì sao nữa nhỉ. Anh cũng không hiểu sao mẹ lại đặc biệt nhạy cảm với tiếng mưa như vậy nữa. Mẹ bị lẫn lạ quá. Đúng là bệnh của tuổi già, đến khổ. Mà dạo này trời hay mưa bất chợt lắm. Tự nhiên lại mưa to thế chứ. Alo. Chú ơi, cháu xin lỗi. Bà, cháu để lạc mất bà rồi. Cháu nói gì? Sao lại lạc được? Cháu đang đưa bà đi dạo thì trời đột ngột mưa to. Cháu liền đưa bà vào một mái hiên bên đường trú mưa. Trời mưa to mà bà cứ đòi đi, nên cháu tính mua cái áo mưa cho bà mặc. Lúc đó nhiều người cũng xúm vào mua. Cháu vừa trả tiền xong thì đã không thấy bà đâu nữa rồi ạ. Sao cháu lại bất cẩn như thế được cơ chứ? Cháu xin lỗi, cháu thật sự không cố ý. Bây giờ cháu sẽ đi tìm bà ngay ạ. Trời ơi, bao nhiêu là việc, bây giờ biết tìm thế nào? Anh à, em mới nghe tin, anh đừng quá lo. Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm mẹ, chắc mẹ chưa đi xa được đâu. Em thử gọi điện cho họ hàng xem mẹ có tới chỗ họ không. Anh sẽ đi vài chỗ quen thuộc mẹ hay tới để tìm xem. Vâng, cứ thế nhé, có gì báo tin cho em. Tìm khắp nơi mà không thấy mẹ ở đâu hết. Mẹ đi đâu được cơ chứ? Alo. Xin hỏi ông có quen biết bà cô tên là Loan không ạ? Có, đó là mẹ tôi. Xin hỏi mẹ tôi có ở đó không? Mẹ ông đang ở cạnh tôi. Ông có thể đến đây đón cụ luôn được không ạ? Tôi sẽ đến ngay. Xin hỏi anh ở đâu ạ? Mẹ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh thì không biết đến khi nào tôi mới tìm được bà. Không có gì đâu, may là bà có đeo túi có số liên lạc của anh, nên tôi mới biết đường gọi cho anh đấy chứ. Mà anh thấy mẹ tôi ở đâu thế? Ở gần đây thôi, tôi đang vội chạy về, thì thấy bà cụ đứng co ro ở trước cửa trường tiểu học Bình Minh. Bà cứ nhìn vào đó như đang chờ đợi ai vậy. Mà bây giờ học sinh được nghỉ hết rồi mà. Trường tiểu học Bình Minh, đó là ngôi trường tôi từng học ngày bé. Mẹ lúc nào cũng thế, mẹ nói mà không làm gì cả. Ừ, mẹ xin lỗi, mẹ bận quá nên không đến đón con sớm được. Lần sau mẹ sẽ thu xếp đến sớm hơn nhé. Thằng bé sốt cao quá, nó đang sắp ốm, sẵn lại bị dính mưa to nên mới nặng như thế này. Hãy cố lên con, mẹ sẽ không bao giờ để con phải đợi nữa đâu. Thì ra trận ốm nguy hiểm năm ấy của mình vẫn còn ám ảnh mẹ. Vì thế mà mẹ cứ đòi ra ngoài khi trời mưa. Thế mà mình không hay biết gì. Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không để mẹ phải lo lắng vì con nữa. Cô chú đi làm ạ? À, tí nữa thì quên ô. Con đã mang ô rồi, mẹ không phải lo đâu nhé. Mang rồi là tốt. Cháu trong nhà cẩn thận, nếu ở nhà có mưa thì nhớ gọi điện cho chú nhé. Vâng, từ ngày chú hay gọi cho bà lúc trời mưa là bà đỡ hẳn không đòi ra ngoài nữa đâu ạ. Xe buýt tình yêu. Về thôi Ngọc ơi, chăm chỉ quá đấy. Dạ, em làm nốt cái này xong là về ngay đây. Ôi, cậu cũng chưa về sao? Ờ, mình còn ít việc dở, làm cho xong. May quá, còn cậu ở lại cùng, mình đỡ buồn. Mình đang phải đợi người yêu mình qua đón đây.
Vậy à? Mà này, trời đang mưa to lắm. Cũng may người yêu mình đón mình bằng ô tô nên không phải lo. Thế lát cậu về bằng gì? Mình... Alo, anh đến rồi à? Vâng, đợi em tí nhé. Em xuống ngay đây. Thôi, mình về đây. Anh ấy đến rồi. Chắc lại đưa mình đi ăn nhà hàng ấy mà. Cậu về sau nhé. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Cây Thủy sướng thật. Có người yêu giàu có đưa đón bằng ô tô. Còn người yêu mình thì chỉ là một giáo viên đón bằng xe buýt. Thành thử ngày nào mình cũng phải giả vờ ở lại muộn để không ai nhìn thấy. Thôi, chắc là cái số cả rồi. Em kìa, sao không đứng yên trong đó để anh vào che ô đưa ra? Chạy ra giữa mưa làm gì? Về thôi anh. Ừ em, chúng ta về nhé. Em đi sát vào nữa đi, không mưa ướt hết đấy. Xin lỗi vì để em đợi hơi lâu. Tại anh ghé qua quán tạp hóa mua cho em cái ô. Dạo này trời hay mưa bất chợt lắm. Em đi đâu nhớ cầm theo ô, đừng để quên nữa nhé. Vâng, em biết rồi. Em mệt à? Trông em có vẻ uể oải quá. Em không sao đâu, anh đừng lo. Em này, hay là cuối năm mình làm đám cưới nhé. Nhanh vậy sao? Để sang năm đi anh. Nhanh gì nữa em, chúng ta yêu nhau đã hơn 4 năm rồi. Ngọc à, anh thật sự mong muốn hằng ngày trở về nhà có em. Ngọc, nói anh biết suy nghĩ của em đi. Chuyện này bàn sau được không anh? Sao muộn thế em? Nhanh lên một chút, kẻo lại lỡ chuyến xe thì chờ lâu lắm. Mệt lắm phải không em? Mấy hôm nay thấy em làm thêm vất vả quá. Hả? Sao lại đi quá thế này? Quá mất mấy trạm rồi? Anh cũng ngủ à? Sao quá trạm mà không biết? Anh thật là quá thể. Này cô gái, cô đừng trách oan cậu ấy. Người soát vé mấy lần hỏi có xuống xe không, cậu ấy chỉ lắc đầu và bảo mấy hôm nay cô làm việc rất mệt, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ ngon như vậy, nên cố ý để cô ngủ thêm một lúc. Tôi thấy đến ngay cả động đậy người cậu ta cũng không dám đấy. Đừng trách cậu ấy mà tội, người như vậy hiếm lắm đấy. Sau lần ấy, tôi hiểu ra rằng có một đôi vai tin cậy mới là điều quan trọng nhất. Còn ngồi ô tô buýt hay ô tô sang trọng không là điều đáng quan tâm nữa. Xin lỗi và cảm ơn anh thật nhiều. Điều kiện sinh tồn. Thần mưa vừa gọi ta đến họp bàn. Chắc là về việc khi nào thì cho mưa xuống. Con giúp ta trông coi đồng cỏ này một lúc nhé. Nhưng mà con vừa mới được phân công đến đây, còn chưa biết rõ về nơi này. Con e... Con chỉ cần chú ý đừng để thảm họa nào xảy ra. Đừng cho thế lực nào đến đây đe dọa sự hòa bình ở nơi đây là được rồi. Đằng nào con cũng thay ta tiếp quản công việc ở đây sớm thôi. Ta tin con sẽ làm tốt. Cố lên. Dạ con nhớ rồi. Người cứ đi gặp thần mưa đi ạ. À, tốt lắm, ta đi đây. Thiên nhiên tươi đẹp, nhìn những chú nai đáng yêu kia đang gặm cỏ mà thấy cuộc sống thật yên bình. Hôm nay tội nghiệp kia sắp bị bầy sư tử ăn thịt. Mình phải ngăn lũ sư tử kia mới được. Ông bảo mình không được để thảm họa nào xảy ra. Việc lũ sư tử kia giết chết con nai chẳng phải là thảm họa đó sao? Nhanh còn kịp. Này, khoan đã. Ông ơi, con phải cứu con nai con kia.
Vừa nãy con định ngăn cản bầy sư tử sao? Đúng vậy ạ. Con thấy tội nghiệp con nai yếu ớt kia. Ông hãy xem kìa, loài sư tử luôn tấn công và ăn thịt những loài ăn cỏ. Quá đúng như vậy. Còn kia nữa, đám chim kia chúng rất xấu xí. Chúng chẳng tự biết kiếm ăn, mà chỉ đợi lúc ăn thức ăn thừa mà các loài khác bỏ lại. Ồ, đúng là con nai ấy rất đáng thương. Nhưng đó là quy luật của tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm sự cân bằng đó, chứ không phải là phá vỡ nó con à. Nhưng tại sao ạ? Loài nai kia sao phải sinh ra để làm thức ăn cho sư tử? Còn loài sư tử sinh ra để săn mồi và tiêu diệt những loài khác. Việc đó chẳng phải là thảm họa đó sao? Trong tự nhiên, mỗi loài đều có vị trí của mình và chúng đều có mối quan hệ lẫn nhau. Loài này không thể tồn tại mà thiếu loài kia được. Nhưng loài sư tử sẽ giúp gì cho loài nai ạ? Cả đám chim cần cần kia nữa. Ồ, ta có cách này. Ta cùng con hãy xem, nếu không có sư tử thì tương lai của loài nai sẽ như thế nào nhé. Con hãy cầm tạm cho ta chiếc gậy này. Ta hãy tạm giữ lũ sư tử ở đây. À, còn cả loài cần cần nữa. Nào, bây giờ hãy đưa cho ta chiếc gậy. Với chiếc gậy này, ta có thể đi tới tương lai hay về quá khứ. Nhưng phải đợi 900 năm thì mới sử dụng được 2 lần. Nhưng không sao, ta nghĩ lần này rất đáng để dùng. Bây giờ, hãy cùng ta đến tương lai để xem mọi việc ra sao nhé. Ồ, ông xem, quả đúng như con dự đoán. Những con nai đang phát triển và đông đúc hơn rất nhiều. Chúng đang rất vui vì không phải đối đầu với sư tử. Quả đúng như vậy. Nhưng ta hãy đi thêm một lần nữa, đến tương lai xa hơn, xem như thế nào đã nhé. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với chúng vậy? Đó là vì chúng phát triển mà thiếu loài sư tử. Nhưng vì sao ạ? Chẳng phải vừa nãy chúng còn đang rất đông đúc đó sao? Đúng vậy. Thời gian đầu, khi không có thú ăn thịt, loài nai sẽ trở nên rất đông đúc. Nhưng thời gian sau, chúng sẽ trở nên quá đông đúc. Đồng cỏ không còn thức ăn cho cả bầy nữa. Sẽ có những con bị chết vì đói, bệnh tật sẽ phát sinh và lây lan, khiến số lượng của chúng bị giảm đi nhanh chóng. Con còn nhớ bầy chim cền cền chứ? Dạ, nhưng sao ạ? Cền cền chính là loài dọn xác chết, ngăn ngừa bệnh lây nhiễm cho cả đồng cỏ. Những con thú bị chết không được dọn dẹp sạch sẽ bị thối rữa và sinh ra mầm bệnh, rồi lây lan đến những con khỏe mạnh. Nhưng tại sao những chú nai, chúng không di chuyển đến nhiều nơi để kiếm ăn như trước kia ạ? Con hãy nhìn xem, khi không có kẻ thù tấn công, chúng không phải chạy trốn mỗi ngày. Lâu dần chúng sẽ trở nên ngày càng chậm chạp và thụ động. Dần dần chân của chúng sẽ yếu đi và không thể chạy nhảy được nữa. Con nai kia có lẽ sinh ra được khoảng 2-3 ngày rồi, nhưng nó có vẻ vẫn chưa đứng lên được. Trong khi lúc bình thường, chỉ cần vài giờ sau khi sinh ra là chúng có thể đi lại được rồi. Vào lúc này, loài nai đã bị thoái hóa. Quả thật con không hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Con đừng vội nghĩ thú ăn thịt chỉ là kẻ thù của bầy nai. Chúng vừa là kẻ thù của nhau, loại trừ lẫn nhau, nhưng cũng cần nhau để tồn tại. Đó chính là điều kỳ diệu mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra đó con. Thôi, giờ chúng ta sẽ quay lại hiện tại đã. Nào, bây giờ ta hãy trả loài sư tử cho đồng cỏ và cả loài cền cền nữa. Bây giờ con đã hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu thiên nhiên bị mất cân bằng chứ? Dạ, con thấy mình còn phải học thêm nhiều điều nữa.
Đúng vậy, mẹ thiên nhiên đã tạo ra những thứ thật vĩ đại và hoàn hảo. Con cần có thời gian quen với nhiệm vụ của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không phải làm chủ tự nhiên. Chính chúng ta cũng là một phần trong tự nhiên. Ngay cả chúng ta ư? Đúng vậy, ta và con chỉ được phép gìn giữ và bảo vệ cho muôn loài, chứ không phải sở hữu hay làm chủ chúng. Nếu có kẻ nào không tôn trọng tự nhiên, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!